bốn việc tuyệt đối không nên làm khi mới ngủ dậy thói quen buổi sáng không chỉ ảnh hưởng tới năng suất hoạt động tâm trạng trong ngày mới mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe của bạn nữa do đó có bốn điều tối kỵ sau đây bạn chớ nên phạm phải một không xem email tiến sĩ melissa mcgree đến từ mỹ cho rằng kiểm tra hộp thư ngay khi vừa mở mắt có thể đặt bạn vào trạng thái căng thẳng cả ngày thay vì lo lắng về công việc hãy bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách vận động và tập thể dục nhẹ nhàng để làm mới tinh thần lấy lại sự minh mẫn giúp giải quyết công việc tốt hơn sau khi vận động nhẹ bạn hãy dành thời gian ăn sáng uống trà trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày điều này sẽ giúp bạn tỉnh táo và có nhiều động lực để làm những việc quan trọng Hai, không gấp chăn gối. Bạn đừng nghĩ rằng gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy mới là gọn gàng, bởi thực tế qua một đêm say giấc, cơ thể bạn bài tiết ra nhiều khí độc như CO2 và một số chất thải phát sinh qua hệ hô hấp và các lỗ chân lông. Chăn bạn đắp chính là nơi lưu lại những chất thải này nhiều nhất, vì thế sau khi ngủ dậy bạn nên mở cửa sổ cho thoáng phòng, mở tung chăn, gối ra để các khí độc bay đi hết. Nếu gấp chăn lại, đồng nghĩa khí thải bị ủ kín và biến chăn trở thành nguồn ô nhiễm gây hại cho sức khỏe. hậu quả, đến đêm sau chúng ta sẽ cảm thấy chăn ẩm ướt khó chịu, dẫn đến khó ngủ. 3. Không vận động quá mạnh. Một vài động tác khởi động nhẹ nhàng như vươn vai, vận mình sau khi ngủ dậy có thể mang lại lợi ích sức khỏe, nhưng việc vận động mạnh có thể gây ra tác dụng ngược. Nếu bạn ngay lập tức thực hiện các bài tập nặng sau khi thức dậy mà không khởi động kỹ càng, bạn rất dễ lên cơn đau tim và nhiều bệnh liên quan đến tim mạch khác. 4. Không đi tiểu khi mới ngủ dậy. Hầu hết chúng ta ngủ dậy đều có cảm giác muốn đi tiểu ngay do bàng quang đầy, tuy nhiên theo các nhà khoa học và chuyên gia sức khỏe thì thói quen này là không tốt. Sau khi ngủ dậy, nếu đi tiểu ngay sẽ làm bàng quang rơi vào trạng thái rỗng, dễ gây chóng mặt, thậm chí còn có trường hợp ngất khi đi tiểu. Tốt nhất, bạn nên ngồi chấn tĩnh một chút cho tỉnh táo, uống một cốc nước để lấy lại tinh thần, ổn định năng lượng cho cơ thể rồi mới đi tiểu. Điều này có tác dụng rất tốt trong việc tránh tình trạng chóng mặt, chóng váng vào buổi sáng.